5 tới 3 lần, 4 lần. Hải Đức Thâm Nang Bảo Sơn Công Đại Mạc Thù Linh Tiền Phi Tổ Phục Tức Niệm Kịp Thời Hưu Cù Lao Đức Trọng Phúc Dục Thâm Ân Thập Ngọc Hoài Khai Tam Niên Dục Bộ Thực Ấn Thực Đức Hạnh Phúc Nang Thù Nhất Sải Trần Ai Trừ Cậu Huệ Nhị Sải Trượt Tâm Họ Kỳ Tan Tam Sải U Minh Thành Lục Đi U Phục Chi Nhân Các Phúc Kỳ Phục Kỳ Đồ Khăn Gia Đình Phù Đức Nhà Đại Hoàng Phù Đúng rồi Anh Trang Trang không có một con trai à không à còn không bằng nhau hết rồi các hội tôm làm đẹp tiếp ai có tao mình ra ngoài này thì rồi ra cổ trống nhá ai có tao ra đây ai có tao con gái mẹ ngồi đấy con gái nha Có nghe. Rồi dễ nữa. Rồi dễ thôi. Rồi rồi. Anh lại nó có người thêm vô đó. Có nghe. Dâu. Dâu. Dâu đây đây. Hai dâu không? Hai dâu một. Để hai dâu. Để hai dâu. Coi điện thoại mẹ con đâu lấy dùm mẹ con ngoại mấy người dạ cháu ngoại đây cầm đi ai cầm người đó đi nơ vô cháu ngoại nè cháu rể là chung luôn hả dâu với rể giống nhau không khác hết cháu ngoại cái này ba có để lên cái mâm sao đấy riêng một sao vui đem về chứ không mặc thì anh về ngày về dễ hả đâu đâu không đâu bộ rể đã đủ chưa đủ rồi hai này đủ rồi chơi 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 quạt rồi cháu ngoại cho con ra rồi coi nữa cháu ngoại không này cháu ngoại cháu rể là này luôn hả cháu rể hả rể ngoại á rể ngoại nãy đó là hai rể rồi không cháu rể cháu ngoại rể hai cháu ngoại rể đây dạ. Này đi một cái này rồi đó có cháu cố ba cháu cố cháu cố đây hai cái hai là ba dạ hai đây hai hả đây một nữa nè à đã là ba hả? Rồi con đây dưa cái này nữa đây nè tao mang về cháu dạ cháu đâu có mặc đồ dạ hả dạ cháu dâu chỉ có đeo đeo tay thôi mẹ có Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Có chụp cái bài gì vậy? Sa môn. Sa môn chuyển sang hả? Sa môn là chuyển sang cái huyện Sa môn hả? Cái máy quẹt hả? Có bà hai có nhiều á. Này điện thoại này, tôi phải dùng. Tôi sẵn hết tin rồi. Thì mấy giờ hả? Tâm đồ. Giờ mấy giờ? Mai ăn sao? Mai ăn sao? Ăn sao? Giờ mấy giờ chị mày? 7 giờ. Thì mình đã 8 giờ. Mẹ đang nói chuyện điện thoại. Thích mà. Dạ. Với các pháp trong thân ngoài thân không sinh tâm keo rịt đèn tiết. Bản là nguyện nhờ thần lực của Phật sáng nay khiến các chúng sanh thể làm được phước thiện gì đều không phải vì mình mà làm, chỉ vì những người không rõ ai cung hộ, không có ai giúp đỡ mà làm, chính là nguyện nhờ thần lực của Phật. Không cấm thằng Phật nghe vào đó. Bao nhiêu người mà phải bán bao nhiêu tiền lên cho cái nào đó. Cái dễ rồi hả? Ê, không có cấm màn Phật nơi. Không có cấm màn Phật nơi. Tâm qua hả? Ngồi chê vậy ta? Dạ. Nhà má lên luôn. Vô lực. Lệ hả? Vô lực luôn.
Dạ mới liệm hồi chiều á cô Ly. Hai bàn. Đây mình hai bàn này đi. Ủa, thiết qua luôn rồi. Ủa, đâu có bắt chỗ này đâu, nó bắt về nè. Đó, vậy đó, cô biết không? Nửa tiếng. Trời. Hôm nay coi giống nghệ sĩ quá ta. Tóc. Máy dột đâu không biết luôn, không biết máy để đâu luôn.
vô trống mà còn nhờ muốn chết luôn mà đói. Úc qua kìa, Úc quen qua kìa. Nhàn để bên góc bên này nè. Thôi đi. Khùng rồi chị. Đây là đốt lên cái đèn cầy vậy này cũng được. Rồi đốt cho bàn Phật đi, rồi đốt qua bạn có.
đi coi. Rồi cắm nhang vô xong rồi quỳ xuống lại bà cô. Rồi được rồi, cắm vậy được rồi đi. Rồi nay vô cắm đi. Nay quỳ xuống lại bà cô đi coi. Cầm lên nha, cầm cho mẹ lên. Lấy cái mẹ ấy nè, cái mẹ sao chị nói chính là vị trí xuống rồi bộ chim chim ba có người ở nhà thì có vợ em đỡ thời nhật kim thời
Hồ Pháp Ba, Phước Phi Ngọc Bối Hương Phúc Quốc, Dường Hương Linh Hị Thiện Đa, Trà Thiện Trà Sơ Bừng là gấp cương cho đợi cầm nó làm được đợi cầm nó làm được ba người ba người cậu không ủa ông hả cậu lâu rồi nhớ không hôm nay lắm là 55 ngàn ngày qua rồi là bố con mười cháu con già này hôm qua đây là tổ mười tổ mười bốn rồi đang quỳ được ngay Phật đài, khi toàn thể gia đình nguyện thâm tâm, tất cả người thân đồng nguyện tham gia nguyện phúc con, lắng mở tiếng tam thi, nguyện quy gia tiên nguyện cùng mai lắc ngọc phúc thảo lắc ngọc phúc văn, nguyện mạnh thân sanh tịnh đức làm hồ ngọc thi. Hoàng ngày Nam Phương Văn Hoàng Thiên An Lê Lâm Lê Khoa nguyện tâm tâm tận lễ Phật Sư Thượng Tụ Tám Bảo Cũng Kinh Công Vô Thường Thầm Thâm Vi Nhiều Pháp Bà Thương Và Hạ Tao Ngọn Ngã Kiếm Kiếm Nhân Đánh Ngọn Thầy Giải Tài Chân Thật rồi nằm đây thôi qua tập đâu được làm vậy mấy giờ ba phút nữa ha. Chạy dọc đi cho ngồi được nhiều hay sao? Để chữa cái đường đi để dẫm lên dơ dưới đó. Một bên đi, đẹp bên đi. Ừ, để một bên. Dạ, 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 em cảm ơn ạ. Dạ. Không, cái lo. Lại kéo qua bên đó, để đường đi. Ngay gốc rồi kìa. Hai. Hội tự chứng viên là đẹp đó. Má không tới được, vợ thương thiện thì không tới. Ngay góc chỗ bàn Phật á. Các con cùng các cháu hướng lên đắc độ cao siêu thọ dương quyển thiền phi đào niệm. Ông sư dương thành hải yên tha thanh Phật giới chúng sanh thành Phật đào. Khi nguyện hay tất cả Pháp không sanh này tất cả Pháp không diệt. Nếu hiểu được như thế, chứ Phật thường hiền thiên làm gì có để đi. Tự nhật kim thời lai lâm an
Điện hương hoa thịnh hương hoa triệu huê thịnh. Ba lần triều thịnh hương linh đã đến đây, thọ thực trai tu cũng này, y nhiên ngồi đó nghe kinh pháp. Về cực lạc nước kia cho xa quỷ mà liệu. Nhờ ơn Đức Phật Di Đà không ra mộng. Ngọn trôi lòa hảo quang nghe trăng phi tiệt mê dẫn rõ ràng. Tay cầm nhành liễu tay vung kim đài, với cùng thế chi các ngài cũng đồng kiếm thịt lên ngài xem vàng. Tâm ơi thường trụ lặng trong khách trận đi hết con ông chuột nhà. Dứt trừ các trồng được ra, còn người bất tử ấy là chân tâm. Trà hiển trà, Nam mô Mỹ Châu Trà Bồ Tát. Nam mô Mỹ Châu Trà Bồ Tát. Mỹ Châu Trà Bồ Tát Ma Thầy Tát Nguyện Tiêu Tâm Chủng Trừ Kiên Nam. Thế chân minh liệu hay ha hay hê tác ngay. Nam mô Nhất Tâm Tiêu Thịnh hay ốc Tiêu Sơn Hà Tiêu Diệm Đại Thị Diệm Hậu Quỷ Vương Khổng Lãnh Tam Cập Lục Bộ Hà Sa Nam Nữ Vô Tử Âm Binh hay Cô Hồn Đặng Chúng. Hôm nay gia đình Thiện cũng chưa bị âm binh cô hồn, nhân lệ cầu siêu trai đàn một liên sản pháp cầu siêu cho hương linh cụ ba nguyện sĩ đảng. Nguyên mạng sanh năm Mậu Thìn thượng thọ 95 tuổi, tạ thể ngày 22 tháng giêng năm Nhâm Dần. Đồng cầu nguyện cầu siêu cho cửu huyền thất tổ đồng đăng trình độ, nguyện chư vị âm binh cô hồn điểm tài ảnh tiên nghe pháp nghe kinh thọ cam lộ vị đắc độ cao siêu gia hộ gia tuyển thiện tri đạo niệm bảy phần bốn bảy gia thân hồi chúng sanh vô biên thiện nguyện độ biên đạo vô biên thiện nguyện đoàn đây pháp mệnh vô lân theo nguyên học Phật đạo vô tâm theo nguyên thanh tự lãnh chúng thanh thiên nguyên độ lăng thiên nam thiên nguyên độ tự thân pháp môn thiện nguyện học tự lãnh Phật đạo thiện nguyên thanh nam bắc nam bắc lân đà nẵng ba bảy. Gia cương hiệu số 53 xẹp 27 xẹp 4 đường số 12 khu phố 2 phường Mỹ Bình Chánh Thành Hồ Đức Hồ Chí Minh nước Việt Nam. Chuyện gì ta bình nếu là nguyện thanh gian nguyện thanh phong nghĩ tế trường thù hoàng lâm ngọc biên nếu tức phạm thị bích chi ngoại tôn nguyện thị trang trương nguyên quỳnh hoang lâm ngọc phương thảo lâm ngọc bích phong
Duy Mạnh Na Mừng Phan Công Đức Phạm Hồ Ngọc Thi Phạm Hoàng Nam Phương Phạm Hoàng Phương Anh Lê Lâm Nguyên Khoa Hiệp Gia An Nơ Đại Điều Trung Đăng Tổng Đại Thừa Kinh Văn Bi Tạng Bồ Tát Phổn Quyền Xưng Dương Phật Hiệu Phục Vì Thiệu Hương Linh Hương Linh Chân Thiên Diệu Linh Tâm Nguyện Thị Lan Nhất Vị Chân Hồn Nơi mẹ mê hương thọ cố thập ngũ tế đại hạn nhâm dòng niên chánh hoạt nhị thập nhị nhật luôn thời hân chung cách kỳ siêu mướn tinh nguyên thiên nguyên kinh thơ phản bạch phụng lê thị biệt Đoàn thị cơ, bỏ thị lan, lương thị phát, nguyện văn lâm, nguyện thị hành. Trương Quỳnh Như Nguyện A Minh Tùng, Thiệt Gia Đăng Đăng Chương Linh Cụ Quyền Phật Tổ Hoài Hoài Chứ Tiến Linh. Cô Di Tị Hội Phúc Quá Đệ Huynh Đăng Đăng Chương Linh Lai Tụ Phật Thiền Thính Pháp Nghi Kinh Siêu Sinh Cực Lạc Giới Hương Định Hương Dư Quệ Hương Giang Bóc Giang Có Tri Kiếm Luân Quang Minh Vân Đại Viên Pháp Giới Cung Dường Phật Tôn Phan Văn Thiền Nam Bô Hương Cung Dường Bồ Tát Cung dường Bồ Tát Ma Tát Dứt tâm cảnh lễ A Cô Cầm Phật Phương Không Biên Pháp Giới Qua Hiện Vị Lai Vi Cầm Xác Cổ Trung Thiên Phật Đà Gia Công Dứt tâm cảnh lễ A Cô Cầm Phật Phương Không Biên Pháp Giới Qua Hiện Vị Lai Vi Cầm Xác Cổ Trung Thiên Đạt Ma Gia Phật Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chuyển thành bộ hồ gì nên vợ định có nên thi hành được một bộ hồ đi lên đặc biệt là cai đàn liên tập pháp tiền thì sư lô tập lực gia lâm về gia đình để tùng kinh cầu siêu cho hương linh và cầu siêu phụ huyền thất tổ để liên tập phần nào công ơn cao dày của các con các cháu. Vậy giờ này đây người được nuôi tam bảo phật phật thân căn nguyên thanh tịnh hương linh hãy khởi lòng tin tâm sạch và thần với lễ ngài hương linh hãy nghĩ rằng đức phật là bậc a la hán đến đoạn giác minh hạnh phúc tiền thể thể gian giải vô thường sĩ điều ngự đường phu thiên nhân sư phật thể tôn đó là 10 danh hiệu của đức phật và hương linh phải khởi lòng tin bất động như vậy. Hương linh hãy khởi lòng tin bất động bởi vị chánh pháp của Như Lai. Chánh pháp được thể tôn đã thuyết giảng kết thực vượt ngoài thời gian chi phối đến để mà thấy được người chỉ từ mình không hiểu có khả năng đưa đến giác ngộ giải thoát. Hương linh cũng phải khởi lòng tin bất động tâm sạch đối với chư tăng. Chư tăng đệ tử của thể tôn chân chánh tu hành, chúng tăng đệ tử của thể tôn chân trực tu hành, chúng tăng đệ tử của thể tôn chân tình tu hành, chúng tăng đệ tử của thể tôn chân trí tu hành, chúng tăng đệ tử của thể tôn đã được nghênh đón, đã được cách tay là phước điền vô thường ở trên đời, cụ phước giới hành được các bậc thánh mến chuộng, được viên mãn không mãi muốn, được vẹn toàn không sức mẻ, không bị ảnh hưởng bởi đời sau, hướng dẫn đến thiền định. Đó là ba ngôi tam bảo mà giờ này đây hương linh hãy khởi lòng tin trong sạch bất động để hướng về ba ngôi tam bảo mà lặng lòng nghe chuyên tôn thiền đức tụng kinh để nhờ phật lực siêu độ. Và giờ này đây toàn thể gia đình hãy thành tâm tụng kinh theo chư tăng để cầu siêu cho ngài cũng như của vị phật tổ. Lạy ba lạy như tâm đảnh lễ phật phương thượng trụ tam bảo tam lợi bãi hiền Thank you.
lâm về tài tư gia để nhắc cụ nhắc về tiền tùng đào rằng sắp phạt một đêm để hồi hưởng cho thân mộc của gia đình là bà cụ người kỳ lãng. Giờ nay đại ra là hoàng mã pháp sự là châu viên thay mặt gia đình xin kính đức chư tôn thiện đức pháp thiện thiên nga cũng sanh dị độ a di đà phật. Nguyện đem con đường này hướng về các ma tông ca và chúng sanh đều trọng thành Phật nghe đạo. Xin tình yêu thương thiện đức và đi. Mày thấy mở ấm không mà? Ấm rồi đó. Đúng vậy. Có hồi nãy kêu rồi mà nó kêu chưa ăn. Ở dưới lên thì vô rạng quẹo vô biết hả? Nhan Phật đi. Đâu cắm thẳng lên cho mày coi. Ừ, cắm xích vô trong cắm thẳng. Màn cày này tới sáng không ta? Không chắc được á, tại nó ấy nó xài quen rồi đó. Giờ là 11 giờ đêm rồi nè. Sáng mai là đưa ngoại đi.